Xin chào và cảm ơn bạn đã quan tâm đến khóa học N3, N2 và N1 tại Dũng Mori. Kiến thức của cả 3 khóa học này đều bám sát đề thi và lộ trình của chúng ta sẽ bao gồm 3 chặng. Trong chặng 1, khóa học sẽ cung cấp đủ chữ Hán sẽ có mặt trong kỳ thi GLPT với phương pháp độc quyền học 1 nhớ 3, giúp bạn ghi nhớ và phân biệt các chữ Hán gần giống nhau với những câu chuyện liên tưởng thú vị và dễ nhớ. Cùng với tính năng tương tác bài tập ngay trên màn hình của khóa học, bạn sẽ có cảm giác vừa thoải mái và vừa như là đang học trong một lớp học thực sự vậy. Trong phần ngữ pháp, Dũng Mori chú trọng mang tới cho người học những bài giảng ngắn gọn cùng hệ thống từ vựng có tính ứng dụng cao, hỗ trợ bạn đắc lực trong việc luyện tư duy chuyển ngữ và dịch câu Nhật Việt. Dưới mỗi bài học ngữ pháp, các bạn sẽ thấy các bài kiểm tra để ngay lập tức nắm được xem mình có tận dụng được bài học một cách hiệu quả hay không. Để hỗ trợ bạn học từ vựng một cách hiệu quả nhất, Dũng Mori đã cung cấp cho bạn hệ thống flashcards có file audio để bạn có thể vừa học bằng mắt và vừa học bằng tai, qua đó ghi nhớ từ vựng dễ hơn lại có thể làm quen với phát âm của người bản địa. Đồng thời, để góc nhìn về tiếng Nhật của bạn được đa chiều hơn và việc học của các bạn hiệu quả hơn, cả 3 khóa đều có sự góp mặt của các chuyên gia. Cô Trần Thị Minh Phương và cô Nghiêm Hồng Vân sẽ phụ trách các bài giảng chuyên sâu về ngữ pháp, giúp các bạn phân biệt được các phần lý thuyết dễ lẫn với nhau. Những bài giảng này rất có ích cho các bạn cần cấp tốc trước khi thi đấy. Trong khi đó, cô Trần Thị Thu Thủy sẽ cho các bạn thêm một số bài giảng bên lề rất hữu ích về cách viết thư, tiếng Nhật trong kinh doanh cũng như các bài giảng liên quan đến biên phiên dịch. Đây sẽ là những bài học trực tiếp phục vụ cho công việc của các bạn trong cuộc sống. Trong chặng 2, khóa học của Dũng Mori sẽ có những bài luyện đề, đọc hiểu đa dạng và sát với bài thi GLPT thực tế. Các bạn sẽ không chỉ nắm được những mẹo giải đề mà còn được học về kỹ năng dịch câu và tìm ý chính nữa. Tương tự như vậy, phần nghe hiểu cũng có rất nhiều đề luyện phong phú và không thể thiếu được là một phần bổ sung kiến thức ngữ pháp, từ vựng và chữ Hán để các bạn ôn lại những kiến thức đã học từ chặng 1. Khi đã đến với chặng thứ 3, có lẽ bạn cũng đã trang bị được một lượng kiến thức tương đối cho mình rồi. Và đây chính là lúc để làm quen với đề thi thực tế trước khi đi thi thật cùng kho đề phong phú của Dũng Mori. Các thông tin cụ thể về khóa học như học phí hay lộ trình đều nằm trong file ở bên dưới video này. Nếu còn gì thắc mắc, đừng ngại liên hệ với Dũng Mori qua các kênh mạng xã hội chính thức của chúng mình. Chúng mình sẽ luôn lắng nghe các bạn.